Trong suốt tiến trình hơn 5.000 năm lịch sử, từ khi được thành lập vào năm 2070 trước Công Nguyên, cho đến khi vị hoàng đế cuối cùng là Phổ Nghi thoái vị vào ngày 12 tháng 2 năm 1912, Trung Quốc đã trải qua hơn 83 lần thay đổi triều đại với hơn 600 nhà cầm quyền, trong đó có không ít đế vương tinh anh tài giỏi. Nhưng khi tuổi tác lớn dần, tình trạng cơ thể xấu đi, đa số họ đều có khát vọng trường thọ, luyến tiếc buông bỏ quyền lực, từ đó theo đuổi đan dược, kéo dài tuổi thọ. Nhưng trường thọ giống như cát nắm trong tay, nắm càng chặt, ngược lại cát chảy đi càng nhanh. Điểm lại, từng có không ít đế vương uống đủ thứ đan dược, tin tưởng vào đạo sĩ giang hồ mà lùng sục khắp nhân gian các loại thuốc trường sinh, những tưởng cơ thể ngày một khỏe hơn, nhưng kết quả lại trúng độc, sa sút từng ngày rồi băng hà. Tấn Ai Đế, 24 tuổi, vì uống đan dược quá liều nên độc phát toàn thân dẫn đến vong mạng. Đường Vũ Tông, 35 tuổi, cũng có kết cục tương tự. Minh Triều Gia Tĩnh Đế, 38 tuổi, chỉ làm hoàng đế được một tháng mà đã băng hà vì uống đan dược quá nhiều. Một minh chứng tiêu biểu nhất cho việc tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão chính là Tần Thủy Hoàng. Ông thống nhất 6 nước, tạo nên rất nhiều kỳ công trong lịch sử. Cũng bởi vì đam mê đứng đầu thiên hạ và muốn quyền lực mãi thuộc về mình, nên ông mới ra sức đi tìm thuốc trường sinh để bản thân tồn tại bất biến cùng trời đất. Cuối cùng, Tần Thủy Hoàng đã qua đời khi chỉ 49 tuổi. Có rất nhiều giả thuyết giải thích cho cái chết của Tần Thủy Hoàng. Một là lao lực trong quá trình tìm kiếm đan dược. Hai là tin vào các đạo sĩ giang hồ mà xem thủy ngân là thuốc trường sinh, từ đó tích lũy độc tố trong người, cuối cùng băng hà vì bệnh. Song bên cạnh đó cũng có số ít những vị hoàng đế sống thọ, đơn cử chính là Khang Hy và Càn Long. Khang Hy sống thọ 69 tuổi, có tài liệu thể hiện là 68 tuổi, 8 tuổi đăng cơ, tại vị 61 năm. Càn Long thọ 87 tuổi, tại vị 60 năm, sau đó còn lên làm Thái Thượng Hoàng, có thêm 3 năm nhấp chính quyền lực lúc tuổi già. Tuổi thọ và thời gian tại vị của Khang Hy và Càn Long vượt xa đa số hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc. Bí quyết ở đây không nằm ngoài những thói quen sống hàng ngày. Thứ nhất, không uống đan dược. Đan dược trường sinh có thể chứa thành phần đại bổ cho cơ thể, mà cũng có thể là những nguyên liệu hiếm có trên đời, nhưng lại không biết có lợi cho sức khỏe con người hay không. Nhưng cho dù chỉ chứa những bài thuốc bổ trong dân gian Trung Quốc như linh chi ngàn năm, thiên sơn tuyết liên, thì khi cơ thể nạp quá nhiều đồ bổ thì lại phản sinh, phản tác dụng, cuối cùng khiến cho con người nguy kịch như trúng độc. Do đó người ta mới có câu bổ quá cũng hóa độc. Khang Hy và Càn Long gần như không tin vào thứ thuốc gọi là tiên dược trường sinh bất lão. Thậm chí Càn Long còn có bài học sâu sắc từ tấm gương của vua cha là Ung Chính, người đã qua đời vì bệnh do lao lực làm việc triều chính. Mà nguyên nhân khiến cho Khang Hy không uống thứ thuốc này có rất nhiều, trong đó chủ yếu là ông có tầm hiểu biết sâu rộng, đương nhiên là không hề tin trên đời này có thứ thuốc kéo dài sự sống trường tồn. Khang Hy được đánh giá là một trong những thiên cổ nhất đế của Trung Quốc. Ông tinh thông ba loại ngôn ngữ Hán, Mãn, Mông, biết một ít tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Chưa kể, từ những tài liệu lịch sử để lại, vị hoàng đế này còn sở hữu kiến thức nhất định về phân và hóa học. Thứ hai, tập tục của tộc người Mãn. Người Mãn là tộc người cưỡi trên lưng ngựa. Các hoàng đế nhà Thanh đều biết săn bắn và các cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung được diễn ra hàng năm. Con người ở thời đại nào cũng vậy, vận động luôn có lợi cho sức khỏe. Thói quen săn bắn này giúp hầu hết các hoàng đế nhà Thanh sở hữu cơ thể khỏe mạnh. Không uống đan dược, cộng thêm cường độ vận động, đây có lẽ là nguyên nhân giúp cho Khang Hy và Càn Long có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế lâu như vậy. Đương nhiên, ở đây chúng ta không suy xét đến năng lực quản lý đất nước của hai người. Hậu nhân luôn công nhận tài năng của họ, nhưng nếu không có sức khỏe và sống đủ thọ thì có xuất chúng đến đâu cũng không thể ngồi trên ngai vàng được lâu như vậy. Các bạn đánh giá như thế nào về nhận định của mình trong video? Nếu có ý kiến xin vui lòng bình luận ở bên dưới. Và đừng quên là hãy like và subscribe kênh YouTube Phạm Minh Quang History để đón xem những video mới nhất về lịch sử.